Công an phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa bắt quả tang 14 nam, nữ, thanh niên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, đang bay lắc sử dụng ma túy trong một căn nhà thuê tại khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài. Khoảng 1 giờ sáng qua, Công an phường Tiến Thành phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài, Bình Phước bất ngờ phục kích một căn nhà nguyên căn tại khu phố 2, phường Tiến Thành. Khi xác định có một số nam nữ thanh niên tụ tập nghi sử dụng ma túy, bay lắc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện có 14 người, 9 nam, 5 nữ, có độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Bình Phước, đang tụ tập bay lắc tại một căn phòng. Tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện một số loa, đèn chớp. Qua làm việc, cả 14 đối tượng cùng thừa nhận vừa sử dụng ma túy, đang bay lắc, thì bị công an phát hiện bắt quả tang. Công an phường Tiến Thành phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài hiện đã tiến hành lập biên bản sự việc, đồng thời đưa 14 người về trụ sở Công an phường Tiến Thành để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ vụ việc.